thung dung ngày lành, tiếc mở thung dung tam tòa tiên thành, công đồng mẫu chứng đàn duyên. Đệ nhất thiên tiên văn con thỉnh mời mẫu, đệ nhất thiên tiên đằng phong chê thắng sẽ loan mẫu ngự về. Sẽ loan thanh giá hồi cung, đệ nhị thánh tiên trên thượng ngàn, mẫu đệ nhị thánh tiên ý sư hiện thánh chính đền đông quân. Sẽ loan thanh giá hồi cung, thánh mẫu đệ tam văn con thỉnh mời, thánh mẫu đệ tam dịch lần lòng nữ mẫu ngự đền thoại cung. A Di Đà Phật, lô hương xa nhiệt pháp rơi mông nguyên chư Phật, thải hồi tất giao văn kỳ sứ kết tường vân thành nghĩ phương ngân chư Phật tiên toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa lan thanh giá có lệnh truyền ra Đức Trần Triều, có lệnh truyền ra các quan thủy bộ ơi cùng là chư dinh. Quân kéo đi đường đường chính chính, cớ đổi nào nghiêm chỉnh nghi, trước sau quân thuyền quân bộ đua nhau uốn lưng nở núi lắc đầu cạn sông. Quốc sử ký Việt Nam Trần Thị, lịch đế vương thế thế chỉ bình thiên trường, tức mạc địa danh sơn hà dục tu nghi trung linh nghi kham kỳ. Thank you.
truyền phát các quan âm về, truyền phát các quan tả văn nếu võ nước ban đạo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng. Phái quan dòng nhan tập cờ diều ông về, chứng đàn duyên ngã thích tăng cung giàng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Văn sớ dâng lên thương lại, văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chép biên rõ ràng về cho nhị tử trường sinh. Càng lăng tân giả từ bi mẫn chúng sinh, cố nga kim định lệ khai quang chứng đàn duyên. Chứng mã chứng đàn ông về, chứng mã chứng đàn sau là ông đã chứng tâm lòng thành độ cho tín chủ bình an. Đời trần thị lịch đệ vương thế thế trị bình thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục tu nội san
bình chính ngoại câu đi đồng binh. Trần đô bạch đằng giang âm âm nổi sóng trên thiên đình rồng bay lắm vẻ dưới Việt Nam có đức thanh minh âm thừa sắc đệnh thiên đình chăm chăm chỉ nẻo đường xa tức thời thành ra